ba bài thuốc dân gian chữa đau dạ dày hiệu quả chưa đến 2.000 đồng. Lương Y Nguyễn Trinh mất bạn cách có thể chữa đau dạ dày bằng ba bài thuốc dân gian cực kỳ đơn giản mà không hề tốn kém chút nào. Nguyên nhân phổ biến gây đau dạ dày, thói quen ăn uống thiếu khoa học là nguyên nhân hàng đầu gây nên chứng viêm loét dạ dày. Bên cạnh đó bệnh đau dạ dày còn do vi khuẩn HP và đến từ yếu tố bạn không ngờ đến đó là hút thuốc lá, vi khuẩn. Trong số các loại vi khuẩn gây bệnh cho người, vi khuẩn HP gọi tắt là HP là loài vi khuẩn duy nhất sinh sống tốt trong dạ dày. Không phải ai mắc phải loại vi khuẩn này cũng bị đau dạ dày, tuy nhiên ở những người đau dạ dày do vi khuẩn HP thì bệnh có thể biến chứng thành loét dạ dày tá tràng, 6% số người có vi khuẩn HP và ung thư dạ dày, khoảng 1% số ca có HP. Nhiễm vi khuẩn HP cũng làm tăng nguy cơ bị ung thư dạ dày lên 6 lần so với những người không nhiễm HP. Vì vậy, phát hiện sớm và có biện pháp phòng ngừa xâm nhiễm vi khuẩn là cách tốt nhất để phòng bệnh, kết hợp với một chế độ sinh hoạt lành mạnh, bạn sẽ tránh được các nguy cơ do vi khuẩn HP gây ra. Thuốc lá khi hút thuốc, nicotine sẽ thúc đẩy cơ thể bài tiết axit hydrochloric và pepsin những chất trực tiếp ăn mòn niêm mạc dạ dày, ức chế sự tổng hợp prostaglandin, chất có vai trò bảo vệ và phục hồi niêm mạc, thu hẹp các mạch máu dạ dày, từ đó dẫn tới tổn thương lớp bảo vệ này. Nicotine cũng khiến cho lát có trong mật bị chảy ra ngoài dẫn tới dạ dày bị tổn thương nghiêm trọng. Thói quen ăn uống. Các thói quen ăn uống không tốt là một trong những nguyên nhân chính gây đau dạ dày, ngoài ra chế độ ăn uống không hợp lý cũng có thể là nguyên nhân gây bệnh viêm dạ dày ăn quá nhanh khi ăn quá nhanh thức ăn chưa kịp bị nghiền nát nước bọt trong khoang miệng chưa kịp trung hòa với thức ăn điều này sẽ tăng gánh nặng co bóp cho dạ dày hơn nữa lúc ăn vào dạ dày chưa kịp truyền tín hiệu cho não bộ và kết quả là dịch trong dạ dày không kịp tiết ra để tiêu hóa ăn quá no trước khi đi ngủ khi thức ăn chưa kịp tiêu hóa hết mà bạn đã đi ngủ lượng dư thừa sẽ phân hủy và lên men trong dạ dày điều này sẽ dẫn tới đầy bụng và đau dạ dày do đó nếu bạn có muốn ăn hay uống thứ gì trước khi đi ngủ thì cũng cần chú ý cho dù đó là thực phẩm dễ tiêu hóa như sữa thời điểm tốt nhất cho bạn uống sữa là nửa tiếng trước khi nghỉ ngơi. Cách chữa đau dạ dày hiệu quả. Bạn có thể chữa đau dạ dày bằng 3 bài thuốc dân gian cực kỳ đơn giản mà không hề tốn kém chút nào. Mỗi một bài thuốc chi phí chỉ vài nghìn đồng và có thể áp dụng rất dễ dàng. Nha đam. Nha đam là một loại cây được nhiều chị em ưa thích vì trong nha đam có những chất giúp trắng sáng da, giảm mụn. Gieo nha đam trong suốt với thành phần chủ yếu là nước và vô số các chất khoáng, vitamin cần thiết ngoài công dụng tốt cho sức khỏe, giúp thanh lọc cơ thể, giải độc gan, hạ nhiệt cơ thể, nha đam còn được dùng để làm đẹp da, điều trị chứng khó tiêu, táo bón và chữa đau dạ dày cực kỳ hiệu quả. Để chữa đau dạ dày, bạn chuẩn bị 10 gram lá nha đam còn tươi, khéo léo gọt phần vỏ để lấy nhựa nha đam. Bạn nên dùng đầu dao ngược để gọt vỏ sẽ dễ hơn. Phần nhựa lấy được đem đun sôi với nước để uống. Lá mơ. Lá mơ có vị chua, tính bình, ăn vào sẽ giúp giải độc, trừ phong hoạt huyết, trừ thấp tiêu nhũng loại lá này còn giúp tiêu hủy protein, loại bỏ triệu chứng khó tiêu đầy bụng, đặc biệt lá mơ có tính sát khuẩn tốt. Trong khi đó, đau dạ dày xuất hiện chủ yếu cho nhiễm vi khuẩn HP. Vậy nên, ăn nhiều lá mơ sẽ giúp kiểm soát, ức chế và dần loại bỏ loại vi khuẩn gây bệnh này tồn tại trong cơ thể. Mỗi ngày một lần, bạn lấy 20 đến 30 g lá mơ sữa thật sạch bằng nước muối hay nước sữa rau củ. Đợi một chút để lá mơ ráo bớt nước rồi mới đem giả nhuyễn và chắc lọc nước cốt để uống. Sau vài ngày uống nước cốt từ lá mơ bạn sẽ thấy căn bệnh đau dạ dày khó chịu bấy lâu giảm đi rất nhiều. Hạt bưởi. Bưởi là loại trái cây chứa vô số chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, được nhiều người yêu thích. Nhiều người sau khi ăn bưởi thường vứt bỏ hạt bưởi, mà không biết rằng nó có những công dụng đặc biệt như chữa bệnh loét dạ dày. Để chữa bệnh loét dạ dày hiệu quả, bạn lấy 100g hạt bưởi bỏ vào 200ml nước nóng, ngâm trong 2 đến 3 giờ. Sau khoảng thời gian này, bạn sẽ có một cốc nước màu trắng nhầy trong như thạch. Mỗi ngày một lần, bạn uống thứ nước này sau khi ăn khoảng 2 tiếng cho đến khi nào hết đau thì thôi.